mà chỉ thấy ai ta chị đây nghe rất là tuyệt vời, thấy ai còn khóc ngàn trăm cây sẽ tưng bừng ngàn cái tiếng vang thấy ai ta chị văn vỡ là giọng to mới can cái thập niên 80-90 giọng viết lại câu âm nhân âm nhân gia đình rất là sang khơi cho nên hô ai cậu đây là nghệ sĩ với trăm trời mong ai đây là muốn can là nên lẽ là viết ông cậu thời 80 thập niên 80 mong người nào bị trong lúc phút thì anh em này có quốc làm cho mọi người này ok giờ đây là ai cái câu ông Diệp Vương Đức Xuân là ngã hơn cậu là phòng có thông tin cách đi từ cứ thôn thế đi cái sân bay đi mà tóm lại tìm lâm hô đau lai livestream ở tại khách sạn Quảng Mỹ thì hôm đó là ôn buồn thì cái đi anh và dân ca trăm mưu là ký và cụ chân thùng thà đó hướng như là sở dĩ đủ màu tình cảm gốm họ đã khơi cái trong hồi tôi đi Apsara của Nguyễn Trâm Nguyễn Rượu Thác không tổ được cả nhưng nó là kỳ là ca mươi ba trăm rầy hô thà thứ ba hai bên cạnh đó là hô thà thánh ca ra ví dụ là hoàng thăng phố đông mê huyền thoại phố đê cần tâm tình ô sơn nư ca mươi ba đầy thấy chẳng bầu ngân phố biết thay vì cũng biết mai là lôi ca phố xà bảo phố thành đi bầu ngân dân gian gia nghi khi sáng tác là từng tháng tác phẩm nghệ thuật là đầy khi đầy ca không đầy bầu ngân phố do đạo diễn Hải Liên và chủ tịch và bên nhà nhạc. Xin mời quý vị thưởng thức bản mang tên Rất Ban Gia Long.
cuộc giặc Kim Ngọc xin mời. Do duyên sáng tác nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ A Mu Nhan do ca sĩ Kim Ngọc đến từ đoàn ca múa dân tộc Ninh Thuận biểu diễn.
con. Ok, Jenny Salam Salam với ai. Ồ, đây nghe rất là xúc động. Luôn chú thân ca với cái Mai Vơ là Hùa Thầm Lâm nhà. Đối đi là nét là tổ chức rất là bất ngờ. Sang rưng. Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Lâm Nhi rất là bất ngờ. Hôm qua, chuyện nữa toàn là ca sĩ thượng hạng. Lâm Nhi là mong như là toàn là mỹ nữ trắng dài. Bú dài, hôm qua tuyệt vời. Thấy ngã cho chương trình cả những khó khăn. Cả plain pla để nhớ. Cả mỹ ba để mong. Cả dù lo để nhớ. Cả những khó hai nữa nhé. Cả những sang trư. Giờ này là câu đô sông ca mỹ nữ. Chứ đó đối này là mỹ nữ trăm pa. Khó khăn. Sông ngài. Bú dài tất cả ta. Xin mời ca sĩ Nhã Vương và Thu Nhi. Xin mời. Thank you.
Minh Á Phương hát một bài dân ca Nguyên Gốc rất là hay. Và xin cũng nói thêm này, khi để giới thiệu là bài Thay Mai. Thay Mai biết là tức là ai đứng phía xa, nhưng mà hôm nay là có lẽ Nhã Phương cảm hứng quá đã hát thành liên khúc cộng thêm với bài Nhớ Rừng thì nó hơi dài một chút nhưng vẫn hay lo cả. Thì bây giờ bài thứ hai đó thì nãy đã giới thiệu rồi, bài Apsara của Đức Trâm. Âm nhân là tác giả đã hát này, phổ thơ Apsara. Bây giờ mời các bạn sau bài hát này Nhã Phương thích, đó là bài Apsara của Đức Trâm, thơ Apsara nhà âm nhân. Xin mời các bạn. Thank you.
bạn Xuân gửi lời chúc tất cả quý vị chúng ta có mặt hôm nay một lời chào trân trọng nhất, và mời quý vị cùng nghe. Xin trân trọng kính mời. Tiếp tục phần 2 và theo dõi tiếp. Ok, xin bye bye.
Xin mời ca sĩ Phương Ly một nhạc.